Xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh của Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc quý khách hàng một buổi tối nhiều niềm vui ấm áp bên gia đình thân yêu của mình. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em tư vấn và gửi hàng cho mình ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên giá các mã áo polo dài tay đồng giá 100.000 một sản phẩm. Các anh chị cô chú mua từ 2 sản phẩm trở lên bên em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc. Mua một sản phẩm vui lòng thanh toán phí ship là 23.000 giúp em ạ. Và trong trường hợp mình đặt hàng nhưng vì một lý do nào đấy mình không thể nhận hàng, vui lòng thanh toán thêm phí ship là 30.000 giúp em. Và không để quý khách hàng chờ đợi lâu thêm nữa, em xin phép được đi vào giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên mã M các anh chị chú nhé. Mã M70, vai 44, bụng 53 và dài 73. Vai 44, bụng 53 và dài 73, một con áo với tông màu hồng các anh chú nhé. Tông màu hồng với kẽ ngang như thế này. Đấy. Thiết kế 5 cúc cài cho em. Con này chất của nó sẽ là chất len, kiểu len lông thỏ rất là mềm mịn. Con này thì mặc cực kỳ ấm áp anh chú ạ. Với tông màu thì vô cùng trẻ trung. Tay con này sẽ thiết kế là tay bo cho em nha. Kiểu dáng rất là đơn giản dễ mặc này. Đó, con này thì tag mark của Nhật cho em nhé. Tag mark của Nhật quốc phụ đi kèm còn đầy đủ cả. Tông màu vô cùng trẻ trung đấy các anh chú ạ. Mã M70, vai 44, bụng 53 và dài 73, giá 100.000 ạ. Mã M71, bụng vai 47, bụng 45 và dài 67, vai 47, bụng 55 và dài 67, một con áo với tông màu xanh than kẹt sọc trắng, kẹt sọc như thế này các anh chú nhé. Cổ thiết kế là cổ V và là một con áo có túi ngực đấy các anh chú ạ. Con này thì form size của nó tương đương với form size M đấy các anh chú ạ. Tông màu xanh than thì phù hợp với những chú trung tuổi, mặc cực kỳ sang và rất là đẹp luôn đấy ạ. Tay của nó sẽ thiết kế là tay sơ mi cúc cài cho em nhé. Con này thiết kế không xẹp vạt hai bên và tag mark của nó sẽ là tag mark của Nhật để các anh chú ạ. Độ mới của nó cực kỳ cao với tông màu xanh than. Mã M71, vai 47, bụng 45 và dài 67 ạ, giá 100.000. Mã M72, vai 47, bụng 56 và dài 67. Vai 47, bụng 56, dài 67, một con áo với tông màu xanh đây các anh chú nhé, tông màu xanh đậm của nhà Unirip. Con này Unirip form size 95, form size L anh chú nhá. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo không có túi ngực ạ. Con này chất của nó sẽ chất cốt tông tổ ong, độ dày vừa phải mặc cực kỳ thoáng mát nha. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em. Thiết kế tay bo con này thì độ mới cũng rất là cao đấy anh chú ạ. Tông màu cực kỳ trẻ trung khỏe khoắn đấy ạ. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên và sau dài hơn vạt trước. Tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn và quốc phụ đi kèm còn đầy đủ cả các anh chú nhá. Mã M72 ạ. M72, vai 47, bụng 56 và dài 67 ạ, giá 100.000. Mã M73, vai 43, bụng 52 và dài 67. Vai 43, bụng 52, dài 67. Các anh chú ạ, một con áo với tông màu đen nha các anh chú nha. Tông màu đen của nhà FGS. Con này form size của nó tương đương với form size L, form size 95. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và hình thêu ở phía đằng trước, phía đằng sau của nó đây các anh chú nhá. Đó, con này thiết kế là một con áo có túi ngực. Chất của con này sẽ là chất poly thể thao mỏng nhẹ. Các chú mặc cả 4 mùa đều có thể mặc được các anh chú ạ. Rất là mỏng nhẹ, mặc cực kỳ thoải mái. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, độ mới con này cao nha. Tag mark của nó đây các anh chú ạ. Tag mark của Hàn made in Korea đây các chú nhá. Độ mới cao cho em ạ. Mã M73, vai 43, bụng 52 và dài 67 ạ. Mã M74 ạ, vai 45, bụng 49 và dài 68. Vai 45, bụng 49, dài 68. Một con áo với form size của nó tương đương với form size L, tông màu trắng tinh anh chủ nhé. Tông màu trắng tinh và con này kiểu dáng của nó thiết kế cực kỳ đơn giản, dễ mặc này. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, bó tay cực kỳ ngon lành đấy anh chú ơi. Tông màu trắng thì cực kỳ dễ mặc, này phù hợp với tất cả các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được đúng không ạ? Con này thiết kế xẻ vạt hai bên và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn. Quốc phụ này, tem mark đầy đủ cả, độ mới cao cho em nhé. Mã M74, vai 45, bụng 49 và dài 68 ạ. Mã M75, vai 49, bụng 56 và dài 76. Vai 49, bụng 56 và dài 76 anh chú nhá. Một con áo với tông màu đen đây các chú, tông màu đen cúc của nó thiết kế là cúc trắng. Với chất của nó sẽ là chất cúc tông tổ ong cực kỳ dày dặn. Con này cầm chất rất nặng tay đấy các anh chú ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay cực kỳ ngon lành đấy các anh chú ơi. Kiểu dáng của nó cũng rất là đơn giản dễ mặc, cái này các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được đấy ạ. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên và tag mark của nó sẽ là made in China và xuất Hàn cho em nhé. Độ mới cao lên anh chú ạ. Mã M75, vai 49, bụng 56 và dài 76 ạ.
Mã M76, vai 44, bụng 51 và dài 69. Vai 44, bụng 51 và dài 69. Một con áo với tông màu xanh đen của nhà Unirip. Con này form size của nó form size L, form size 95 các anh chú nhé. Cốt toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu bằng một con áo không có túi ngực, logo thương hiệu được anh chú ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, con này thì độ mới cực kỳ cao. Chất của con này sẽ là chất cốt tông tổ ong rất là dày dặn, các anh chú ở ngoài miền Bắc ấy, mùa đông mặc những con này thì cực kỳ hợp lý và ấm đây ạ. Con này thiết kế sẽ vạt hai bên và tag mark của nó đây. Tag mark của nó đây anh chú nhá, made in Korea, tag mark của Hàn này ạ, độ mới cao ấy ạ. Mã M76, vai 44, bụng 51 và dài 69 ạ. Mã M77, vai 48, bụng 55 và dài 69. Vai 48, bụng 55, dài 69. Một con áo với tông màu của nó sẽ là màu hồng chấm bi đây anh chú nhá. Cổ thiết kế là cổ tàu này, thiết kế kẻ này. Đấy, tag mark con này của nhà Indian. Form size 105 đây các anh chú nhá. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Với tông màu thì rất là trẻ trung, với mặc cực kỳ đẹp và trẻ trung. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo nha. Thiết kế tay bo cực kỳ ngon lành. Con này thì chất của nó sẽ là chất cốt tông mỏng nhẹ thôi. Các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em nha. Logo thương hiệu với các anh chú ơi. Con này thiết kế sẽ vạt hai bên và tag mark của nó, tag mark của Hàn và cúc phụ đi kèm còn đầy đủ cả. Một con áo với tông màu hồng rất là trẻ trung. Mã M77, vai 48, bụng 55 và dài 69 ạ. Mã M78, vai 43, bụng 52 và dài 69. Vai 43, bụng 52, dài 69. Một con áo với tông màu xanh đen, cổ của nó phối viền đỏ và viền hồng, ở viền đỏ và viền trắng anh chú nhá. Của nhà FCS, con này form size L, form size 95 đấy anh chú ơi. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu bằng một con áo có túi ngực. Với chất của nó sẽ là chất poly thể thao vô cùng mỏng nhẹ, mặc rất là thoải mái này. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em ạ. Tông màu xanh than thì cực kỳ dễ mặc. Và các anh chú mặc ở nhà hay là đi chơi thì làm đều được. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên và tag mark của nó sẽ tag mark của Hàn. Cúc phụ đi kèm đầy đủ cả, độ mới thì cực kỳ cao các anh chú ạ. Mã M78 ạ, vai 43, bụng 52 và dài 69, giá 100 ngàn ạ. Mã M79, vai 42, bụng 51 và dài 69. Vai 42, bụng 51 và dài 69 các anh chú ạ. Một con áo với tông màu trắng tinh, cổ của nó sẽ phối viền nào, viền sọc đen trắng đây các anh chú nhé. Con này chất của nó rất là mềm mịn luôn, chất cốt tông cực kỳ mềm mịn, thiết kế là một con áo có túi ngực với tông màu trắng tinh như thế này thì các anh các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được nha. Các anh các chú lứa tuổi nào cũng diện được, độ mới thì cực kỳ cao, tông màu trắng tinh anh chú, kiểu dáng rất là đơn giản dễ mặc. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, các anh chú theo dõi phần bo tay cực kỳ ngon lành đấy ạ. Con này tag mark của nó đây, made in Korea đây các anh chú nhá, độ mới thì cực kỳ cao, gần như một con áo mới tinh luôn đấy ạ. Mã M79, vai 42, bụng 51 và dài 69 ạ, giá 100 ngàn. Mã M80, vai 44, bụng 53 và dài 73. Vai 44, bụng 53 và dài 73 cho em ạ. Một con áo của dòng nhà Gốc form size 100 đấy các anh chú nhá. Cổ của nó sẽ thiết kế là cổ phối viền sọc. Đây cúc của nó này, cốt của nó này toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu nhá, được dập tên dòng nhà Gốc đấy anh chú nhá. Với chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%, vô cùng mềm mịn các anh các chú, cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được. Là một con áo có túi ngực với tông màu của nó sẽ tông màu xanh đen đấy các anh chú ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em nhá. Tay này sẽ thiết kế tay bo đấy anh chú ơi, kiểu dáng của nó rất là đơn giản dễ mặc luôn đấy ạ. Đó, con này thiết kế không xẻ hai bên và tag mark của nó đây. Tag mark của nó cũng sẽ là tag mark của Hàn, độ mới thì cực kỳ cao. Mã M80, vai 44, bụng 53 và dài 73 cho em ạ, giá 100 ngàn. Mã M81, vai 47, bụng 52 và dài 70. Vai 47, bụng 52, dài 70, một con áo với tông màu đen các anh chú ạ. Tông màu đen của nhà Sport, form size 100 đấy các anh chú nhá. Cúc của nó toàn bộ sẽ là được dập tên thương hiệu. Chất của nó sẽ là chất cốt tông cực kỳ dày dặn, thiết kế là một con áo túi ngực với tông màu đen thì các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được rồi ạ. Tay của nó sẽ là tay bo nha, thiết kế tay bo cho em ạ. Con này thiết kế sẽ vạt hai bên, tag mark của nó đây, tag mark của Hàn và quốc phụ đi kèm còn đầy đủ cả nha. Lớp lót bên trong của nó cũng sẽ là lớp lót lông nên cực kỳ ấm đấy các anh chú ạ. Mã M81, vai 47, bụng 52 và dài 70 ạ, giá 100 ngàn. Mã M82, vai 53, bụng 58 và dài 73. Vai 53, bụng 58, dài 73. Một con áo của nhà Venture Group, form size L đấy anh chú nhá. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Là một con áo thiết kế có túi ngực, logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phần túi đấy anh chú ơi. Tông màu của nó sẽ là tông màu này, sẽ tông màu xanh ghi phối kẽ ngang. Phối kẽ ngang con này thì phù hợp với những chú trung tuổi mình mặc ở nhà hay đi chơi thì đều được.
tông màu cực kỳ dễ mặc và đẹp luôn ạ. Màu rất là đẹp và lịch sự đấy anh chú ơi, với chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong rất là dày dặn. Cổ của nó sẽ là cổ phối viền màu đen anh chú nhá. Tay thiết kế sẽ là tay bo cho em ạ. Chất con này cực kỳ dày dặn, tông màu rất là lịch sự luôn đây các anh chú ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên, tag mark của nó sẽ là tag mark của Nhật nhá. Độ mới thì cực kỳ cao đây ạ. Mã M82, vai 53, bụng 58 và dài 73, giá 100.000 ạ. Mã M83, vai 47, bụng 54 và dài 71. Vai 47, bụng 54 và dài 71. Một con áo quần áo với thiết kế kiểu là áo thể thao, thiết kế cổ kéo khóa cho em nhé. Logo thương hiệu đây sẽ được thêu ở phía bên ngực này. Sporttech Made in Madagascar. Form size S. Con này form size nhỏ, với tông màu của nó sẽ tông màu ghi nha. Tông màu ghi muối tiêu, với chất của nó sẽ là chất thun cực kỳ mềm mại. Con này mặc siêu mềm luôn anh chú. Cổ thiết kế là cổ kéo khóa cho em. Con này các anh chú mà ở ngoài miền Bắc hoặc là các anh chú trong miền Nam ấy, buổi sáng mình đi tập xe chơi thể dục thể thao ấy, mình mặc những con này thì cực kỳ hợp lý luôn. Kiểu dáng rất là gọn luôn đấy các anh chú. Tay của nó sẽ thiết kế tay suông cho em nha. Thiết kế tay suông. Tông màu này nó cũng rất là dễ mặc. Đây, form size S nhá, tag mark của nó đây các anh chú nhá. Độ mới thì cực kỳ cao đấy ạ. Mã M83, vai 47, bụng 54, dài 71 cho em ạ. Mã M84, vai 52, bụng 56 và dài 77 ạ. Vai 52, bụng 56 và dài 77 các anh chú nhá. Một con áo kẽ ngang. Cổ của nó sẽ là cổ màu xanh nhạt đấy các anh chú ơi. Cổ màu xanh. Con này thì màu sắc nó rất là trẻ trung, thiết kế không có túi ngực, logo thương hiệu đấy các anh chú ơi. Logo thương hiệu với kẽ màu, màu của nó sẽ là màu trắng kẽ ngang màu xanh, tông màu rất là trẻ trung. Chất của nó sẽ là chất cốt tông, chất cốt tông 100% và có độ co giãn này các anh chú mình mặc này, cực kỳ mềm mại thoải mái nhá. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, cái phần bo tay và phần cổ áo của nó sẽ chung một màu, tông màu rất là trẻ trung khỏe khoắn đấy các anh chú ơi. Con này không xẻ vạt, thiết kế không xẻ vạt và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn nhá. Độ mới cực kỳ cao cho em. Mã M84, vai 52, bụng 56 và dài 77 ạ. Vai 52, bụng 56 và dài 77, giá 100.000. Mã M85, vai 44 đến 47, bụng 50 và dài 64. Vai 44 đến 47, bụng 50 và dài 64. Một con áo cổ trụ thiết kế kéo khóa cho em nhé. Thiết kế kéo khóa con này thì form size nhỏ, form size XS. Con này form size XS nha các anh chú nha. Logo thương hiệu cũng sẽ được in. Con này chắc là tông màu của nó sẽ là tông màu đen. Và những cái đường chỉ của nó sẽ là đường chỉ may nổi màu đỏ như thế này. Đó, kiểu dáng của nó vô cùng trẻ trung đấy các anh chú ơi. Chất của nó thì rất là mềm mịn. Độ này, độ dày của nó thì vừa phải cho các anh chú ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay suông cho em nhá. Con này thì form size nhỏ, dáng áo body dành cho những anh như chú tầm khoảng 52kg đổ lại mặc vừa cho em ạ. Kiểu dáng rất là đẹp đấy ạ. Con này tag mark của nó đây. Tag mark của nó sẽ tag mark của Nhật cho em nha. Độ mới cực kỳ cao các anh chú ạ. Mã M85, vai 44 đến 47, bụng 50 và dài 64 ạ, giá 100.000. Mã M86, vai 44, bụng 49 và dài 72. Vai 44, bụng 49 và dài 72. Một con áo họa tiết với tông màu của nó sẽ tông màu nâu nha. Cái màu của nó cực kỳ sang đấy các anh chú ơi. Cổ của nó sẽ là cổ sơ mi như thế này này. Cực kỳ đúng form, thiết kế là một con áo có túi ngực. Chất của con này sẽ là chất len mỏng nhẹ nên là các anh các chú cả ba miền đều có thể diện được. Tông màu nó rất là đẹp và trẻ và sang luôn đấy các anh chú ơi. Các anh chú theo dõi chất vô cùng mềm mịn cho em nhá. Chất con này vô cùng mềm mịn luôn đấy ạ. Tay của nó sẽ thiết kế là tay có cúc cài, tay sơ mi cúc cài cho em nhá. Độ mới con này cao đấy ạ. Tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn cho em nhá. Tag mark của Hàn đấy các anh chú ơi. Đây. Tông màu cực kỳ đẹp và tôn da đúng không ạ? Mã M86, vai 44, bụng 49 và dài 72. Vai 44, bụng 49 và dài 72 các anh chú ơi, giá 100.000. Mã M87 ạ, vai 47, bụng 54 và dài 63. Vai 47, bụng 54, dài 63, một con áo với tông màu ghi sáng anh chú nhá. Con này form size của nó tương đương với form size L, form size L đấy anh chú nhá. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Chất con này sẽ là chất cốt tông tổ ong cực kỳ dày dặn, tông màu trắng ở xám, tông màu ghi sáng như thế này các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được cho em ạ. Mình mặc ở nhà hay mình đi chơi đều được nhá. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên tay của nó đây này. Kiểu dáng nó cực kỳ đẹp luôn. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên, tag mark của Hàn và cúc phụ đi kèm đầy đủ cả đấy anh chú nhá. Độ mới cực kỳ cao, tông màu rất là dễ mặc đấy ạ. Mã M87, vai 47, bụng 54 và dài 63. Vai 47, bụng 54 và dài 63, giá 100.000 ạ.
Mã M88, vai 45 bụng 50 và dài 69. Vai 45 bụng 50 và dài 69, một con áo với tông màu xanh than các anh chú nhá. Chất con này sẽ là chất len. Phía ngoài của nó sẽ mặc nhung, hơi nhung một xíu, cực kỳ mềm mịn luôn. Con này mặc thì rất là ấm áp rồi. Form size của con này sẽ là form size M nhá. Form size M tông màu xanh này thì các anh các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được rồi. Đó, các anh các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được rồi. Và thiết kế là một con áo có hai túi ngực, một túi to và một túi nhỏ như thế này cho em. Chất con này thì vô cùng mềm mịn như các anh chú ơi, mặc những cái này thì siêu ấm áp rồi đấy ạ. Tay của nó sẽ là tay sơ mi phối cúc cài cho em nha, tay sơ mi phối cúc cài để các anh chú ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt nha, không xẻ vạt mà tag mark của Nhật, tag mark của Nhật và cúc phụ đi kèm còn đầy đủ cả các anh chú nhé. Con này độ mới cực kỳ cao đấy ạ. Mã M88, vai 45, bụng 50 và dài 69 á. Mã M89, vai 43, bụng 51 và dài 67. Vai 43, bụng 51, dài 67. Một con áo với tông màu xanh than. Cổ của nó sẽ là cổ phối viền cho em nhé. Con này thì form size 100 các anh chú. Con này tương đương form size 100. Kiểu dáng con này rất là đơn giản, dễ mặc này. Thiết kế là một con áo có túi ngực. Với chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%, vô cùng mềm mịn nên các anh chú ạ. Mỏng nhẹ, mềm mịn nên các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em nhé. Tông màu cũng rất là dễ mặc. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo cho em. Phần bo tay cực kỳ ngon lành nên các anh chú ạ. Con này tag mark của nó này, Made in Korea nha. Độ mới con này cao ấy. Kiểu dáng này màu sắc rất là dễ mặc. Mã M89 ạ. Vai 43, bụng 51 và dài 67 ạ. Giá 100.000. Mã M90, vai 48, bụng 54 và dài 72. Vai 48, bụng 54 và dài 72 cho em ạ. Con này với tông màu của nó sẽ tông màu xanh anh chú nhá. Tông màu xanh, form size XL, form size 100. Phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Phần cổ của nó sẽ là cổ màu xanh cốm, phối viền màu xanh đấy anh chú ơi. Hai bên vai của nó này sẽ được may đường chỉ nổi. Con này thì màu sắc vô cùng mát mắt và trẻ trung. Với chất con này sẽ là chất cốt tông. Cốt tông nha. Con này thì độ dày vừa phải này. Nó thiết kế là một con áo có túi ngực và tay của nó sẽ là tay bo cho em nha. Phần bo tay cực kỳ ngon lành đấy anh chú ạ. Con này thiết kế không xẻ hai bên và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn cho em nhé. Tag mark và cúc phụ đi kèm đầy đủ cả với tông màu rất là trẻ trung khỏe khoắn đấy ạ. Mã M90, vai 48, bụng 54 và dài 72, giá 100.000 ạ. Mã M91, vai 50, bụng 55 và dài 70. Vai 50, bụng 55 và dài 70. Một con áo với tông màu xanh nha. Tông màu xanh đen nha các anh chú nhé. Của nhà Ozen nha các anh chú ạ. Form size 105, phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu cho em ạ. Chất con này sẽ là chất len, độ dày vừa phải nha. Các anh chú ở ngoài miền Bắc bây giờ thời tiết như thế này thì mặc con này thì cực kỳ là hợp lý đấy ạ. Con này thì tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em ạ. Thiết kế tay bo với cái tông màu này thì các anh các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được rồi ạ. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên và tag mark của nó sẽ tag mark của Hàn. Tag mark của Hàn và cúc phụ đi kèm đầy đủ cả nha. Một con áo của nhà Ozen đấy các anh chú ạ. Mã M91, vai 50, bụng 55 và dài 70, giá 100.000 ạ. Mã M92, vai 50, bụng 59 và dài 72. Vai 50, bụng 59, dài 72. Một con áo với tông màu xanh đen đấy các anh chú. Tông màu xanh đen, form size của này sẽ là form size 105 đấy ạ. Thiết kế là một con áo của túi ngực và cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Với chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%. Con này thì cực kỳ mỏng nhẹ nên là các anh chú cả ba miền bốn mùa mình đều có thể diện được. Và các anh chú ở trong miền Nam buổi tối này và buổi sáng mình đi đường trời nên sẽ hơi xe lạnh, mình mặc những con này thì cực kỳ là hợp lý cho em ạ. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo cho em nha. Tag mark của nó đây ạ. Tag mark của Hàn và cúc phụ đi kèm đầy đủ cả. Con này độ mới cũng rất là cao đấy anh chú nhá. Mã M92, vai 50, bụng 59 và dài 72. Vai 50, bụng 59 và dài 72, giá 100.000 anh chú ạ. Mã M93, vai 53, bụng 56 và dài 73. Vai 53, bụng 56 và dài 73 các anh chú ạ. Một con áo với tông màu đen, cổ của nó sẽ là cổ dề phối viền cho em nhá. Con này của nhà Shimurai, form size của nó sẽ là form size 2XL nha anh chú nhá. Thiết kế là một con áo có túi ngực và cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Với chất của con này sẽ là chất cốt tông tổ ong nhưng mà con này thì mỏng nhẹ thôi, không quá dày nên là các anh chú mình mặc cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng nha. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay rất là ngon lành nha anh chú ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt nha, made in Japan và tag mark cúc phụ đi kèm đầy đủ cả. Độ mới thì cực kỳ cao, tông màu đen như thế này các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được rồi đúng không ạ? Mã M93, vai 53, bụng 56 và dài 73. Vai 53, bụng 56 và dài 73, mã M93.
Mã M94, vai 49, bụng 57 và dài 70. Vai 49, bụng 57 và dài 70. Một con áo với tông màu cam đào. Cổ của nó sẽ là cổ màu nâu phối viền màu cam đào và màu xanh xanh cốm đây anh chú nhá. Cổ thiết kế là con cổ kéo khóa và có túi ngực cho em. Logo thương hiệu đây anh chú ơi. Con này thì form size của nhà Paris, form size 100. Tag mark của nó đây anh chú, độ mới cực kỳ cao, với chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%, cực kỳ mỏng nhẹ. Nên cái này các anh các chú mình cả ba miền bốn mùa mình đều có thể diện được cho em, chất rất là mềm mại và mỏng nhẹ luôn ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo các anh chú nhá, với tông màu vô cùng trẻ trung đúng không ạ? Vô cùng rất là trẻ trung, ai các anh các chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được. Con này tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn cho em nha. Tag mark của Hàn, độ mới thì cực kỳ cao các anh chú ạ. Mã M94, vai 49, bụng 57 và dài 70. Vai 49, bụng 57 và dài 70 ạ. Mã M95, vai 47, bụng 53 và dài 65. Vai 47, bụng 53 và dài 65. Một con áo với tông màu ghi muối tiêu các anh chú nhé. Con này thì form size 1. Con này thì form size 95 của nhà Club Seoul Hàn đấy các anh chú nhé. Tông màu ghi muối tiêu. Chất con này sẽ là chất thun vô cùng mềm mại. Này mặc rất là thoáng mát nên anh chú, cực kỳ thoáng mát, giấu cái mặt vải của nó mát rượi luôn các anh chú. Mình có thể kiểu thay như một con áo chống nắng cũng được nha. Con này tay của nó sẽ thiết kế tay suông, thiết kế phần tay suông cho em ạ. Tông màu này thì cực kỳ dễ mặc, rất là đẹp luôn đấy ạ. Con này tag mark của nó sẽ tag mark của Hàn này. Đây, các anh chú theo dõi cái tag mark của nó còn mới tinh như thế này đây. Độ mới con này cực kỳ cao các anh chú nhá. Mã M95, vai 47, bụng 53 và dài 65 ạ. Giá 100.000. Mã M96, vai 53, bụng 57 và dài 71. Vai 53, bụng 57 và dài 71 các anh chú ạ. Một con áo với tông màu cam, tông màu vô cùng nổi bật và trẻ trung đây các anh chú ơi. Con này của nhà Kaji. Nhà Kaji form size con này sẽ là form size 105 của dòng nhà Úc các anh chú nhé. Úc của nó sẽ là cúc kim loại và toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu cho em. Logo thương hiệu cũng sẽ được in ở phía đằng trước và phía đằng sau của nó đây các anh chú ơi. Với chất của con này sẽ là chất thun, chất thun lạnh vô cùng mềm mại đấy anh chú nhá. Mặc con này thì cực kỳ thoải mái, tông màu này cũng rất là trẻ trung và dễ mặc đấy anh chú ơi. Cái này sở chất vô cùng mềm mịn luôn. Form size này, form size lớn dành cho những anh chú mà tầm khoảng 75 kg đổ lại mặc vừa nhá. Tay của nó sẽ thiết kế tay suông cho em, tay của nó sẽ thiết kế tay suông và con này tag mark của nó này. Con này thiết kế sẽ ván hai bên tag mark của Hàn, cúc phụ đi kèm đầy đủ các anh chú theo dõi cái tag mark của cúc nó này, cực kỳ xịn luôn đấy anh chú ơi. Mã M96, vai 53, bụng 57 và dài 71 ạ. Giá 100.000. Mã M97, vai 46, bụng 53 và dài 71. Vai 46, bụng 53, dài 71. Một con áo với tông màu xanh than của nhà FZF. Con này form size XL, form size 100. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo không có túi ngực đấy các anh chú nhé. Để có hình thêu ở phía bên trước ngực này. Chất con này sẽ là chất poly thể thao vô cùng mỏng nhẹ. Nên là các anh các chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo đây các anh chú ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt, tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn nhá. Made in Việt Nam và sẽ là một con áo xuất Hàn cho em. Độ mới con này cực kỳ cao đấy ạ. Mã M97, vai 46, bụng 53 và dài 71. Vai 46, bụng 53, dài 71, giá 100.000 ạ. Mã M98, vai 49, bụng 52, bụng 57 và dài 66. Vai 49, bụng 57, dài 66. Một con áo với tông màu tím nhá anh chú, tông màu tím mắt theo. Con này thì form size 105 của nhà Rogat đây anh chú nhá. Chất con này sẽ là chất cốt tông 100%. Con này thì sở chất của nó vô cùng mềm mịn này, mặc rất là thoải mái đấy anh chú ơi. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo có túi ngực với tông màu tím kẻ ngang anh chú nhá. Tông màu rất là trẻ trung và lịch sự đấy ạ. Tay con này sẽ thiết kế là tay sơ mi cúc cài cho em nha. Hai cúc, phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu này. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên, cúc phụ đi kèm còn đầy đủ cả cho em nhé. Cúc phụ còn đi kèm đầy đủ cả một con áo với tông màu tím bắt theo đây các anh chú ạ. Mã M98, vai 49, bụng 57 và dài 66 ạ. Giá 100.000. Kiểu dáng rất là đẹp và lịch sự đấy ạ. Mã M99, vai 46, bụng 54 và dài 69. Vai 46, bụng 54 và dài 69. Một con áo với tông màu xanh đen. Cổ của nó sẽ thiết kế là cổ phối viền màu trắng đấy anh chú nhé. Nhà Nine Form. Con này thì cổ thiết kế cổ kéo khóa và là một con áo có túi ngực anh chú ạ. Chất con này sẽ là chất poly thể thao vô cùng mỏng nhẹ nên các chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được ạ. Tông màu này thì các chú mình kể cả mình mặc ở nhà hay đi chơi đều diện được. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em, phần bo tay cực kỳ ngon lành đấy anh chú nhá. Con này tag mark của nó thì bị cắt mất rồi.
Để phần tắc mắc của nó bị cắt mất rồi. Con này độ mới cực kỳ cao đấy anh chú ạ. Tông màu rất là dễ mặc luôn. Mã M99, vai 46, bụng 54 và dài 69, giá 100 ngàn ạ. Mã M100, vai 47, bụng 52 và dài 71. Vai 47, bụng 52 và dài 71. Một áo với chất thun lạnh vô cùng mềm mịn. Con này thì mặc siêu mát luôn đấy anh chú ơi. Con này thì có hình in. Có hình in ở phía trước ngực nha. Cái tông màu của nó sẽ là tông màu xanh đen. Ở cái phía phần vai của nó sẽ phối thêm cái màu xanh nhạt cho em nha. Cổ của nó sẽ cũng là cổ phối viền với chất vô cùng mềm mịn. Con này thì các anh chú kể cả mình mặc thêm một con áo chống nắng cũng được cho em ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay suông nha. Kiểu dáng nó rất là đơn giản, cực kỳ dễ mặc đấy các anh chú ạ. Phía hai bên sườn cũng được phối này, phối màu xanh này. Con này tag mark của nó thì bị cắt mất rồi. Cô phụ còn đi đem kèm đầy đủ cả đây anh chú nhá. Phía đằng trước này, phía đằng trước và phía đằng sau của nó sẽ là hình in như thế này cho em nhá. Chất liệu vô cùng mềm mịn luôn đấy ạ. Mã M100, vai 47, bụng 52 và dài 71. Vai 47, bụng 52 và dài 71, giá 100 ngàn ạ. Mã M101, vai 52, bụng 57 và dài 76. Vai 52, bụng 57 và dài 76 cho em nhá. Con này form size 110. Tông màu của nó sẽ là tông màu đen tuyền anh chú nhá. Tông màu đen và cúc của nó đây, cúc phối nhá. Và con này sẽ không có túi ngực, chất con này sẽ là chất cốt tông, con này thì mỏng nhẹ thôi. Nhưng các anh chú cả ba miền đều có thể diện được cho em, chất vô cùng mềm mỏng này. Đó, sờ chất vô cùng mềm mại và nhẹ nhàng. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo nha, phần bo tay cực kỳ ngon lành nha các anh chú ạ. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên nha, tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn. Cúc phụ đi kèm đầy đủ cả, con này thì độ mới cực kỳ cao ạ. Mã M101, vai 52, bụng 57 và dài 76 ạ, giá 100 ngàn. Mã M102, vai 57, bụng 58 và dài 72. Vai 57, bụng 58 và dài 72 đấy các anh chú nhá. Con áo này thì tông màu của nó sẽ là tông màu ghi, cổ của nó sẽ là cổ màu xanh đen phối viền màu ghi sáng đấy anh chú nhá. Con này tag mark của nó này, Man Jean, form size XL, phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Là một con áo có túi ngực với chất của con này sẽ là chất cốt tông tổ ong vô cùng mỏng nhẹ. Nên cái này anh chú cả ba miền đều có thể diện được ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo màu ghi nha. Con này thì cái màu sắc của nó thì phù hợp với những chú trung tuổi mình mặc, cực kỳ lịch sự và đẹp luôn đấy ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt nha, không xẻ vạt và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn. Tag mark còn mới tinh như thế này đấy anh chú ơi, chất con này sờ của nó này rất là mềm mại và nhẹ nhàng. Mã M102, vai 57, bụng 58 và dài 72 ạ. Vai 57, bụng 58 và dài 72, giá 100 ngàn. Mã M103, vai 42, bụng 49 và dài 64. Vai 42, bụng 49, dài 64, một con áo với tông màu đỏ nha anh chú nhá. Cổ của nó sẽ cổ sơ mi phối viền cho em. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Form size con này sẽ là form size M đấy các anh chú nhá. Tag mark của nó đấy ạ. Thiết kế là một con áo có túi ngực với chất của nó. Con này sẽ là chất cốt tông tổ ong. Con này khá là dày dặn đấy các anh chú ơi. Tông màu rất là trẻ trung. Tông màu này cực kỳ trẻ trung. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em nha. Con này thiết kế xẻ vạt và tag mark của nó sẽ là tag mark của Nhật. Cúc phụ còn đi kèm đầy đủ cả, độ mới thì cực kỳ cao. Tông màu đỏ thì rất là trẻ trung, cực kỳ dễ mặc đấy các anh chú mình mặc phối với quần jean này, quần jean hay quần tây thì đều được nhá, cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Mã M103, vai 42, bụng 49 và dài 64, giá 100 ngàn ạ. Mã M104, vai 43, bụng 48 và dài 65. Vai 43, bụng 48 và dài 65. Một con áo của nhà cắt 3 đây các anh chú ơi. Một con áo của nhà cắt 3 đây nha. Size medium đây các anh chú nhé. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu với tông màu này sẽ là tông màu xanh. Vô cùng mát mắt, cực kỳ trẻ trung và khỏe khoắn. Để logo thương hiệu này cũng sẽ được in cao su như thế này. Con này bình thường nhà em đang bán giá 350 đây. Hôm nay nhà còn gì bán đấy, bán tặng anh chú mình giá 100 ngàn một sản phẩm thôi. Cực kỳ rẻ luôn đúng không ạ? Con này chất của nó sẽ là chất thun. Chất thun lạnh nhờ vô cùng mềm mịn. Cả các chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em nha. Chất nó vô cùng mềm mịn luôn đấy các anh chú ơi. Tay con này sẽ thiết kế là tay bo cho em nha. Tông mỏng cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt và tag mark của nó này thì cắt mất rồi nhá. Tag mark thì bị cắt mất rồi. Độ mới thì cực kỳ cao, một con áo của nhà cấp 3. Mã M104, vai 43, bụng 48 và dài 65, giá 100 ngàn ạ. Mã 105, vai 46, bụng 50
vai 46 đến 50, bụng 55 và dài 75. Vai 46 đến 50, bụng 55 và dài 75. Một con áo của nhà Mizuno đấy các anh chị nhá. Cổ của nó sẽ cụ V như thế này. Tông màu của con này sẽ tông màu xanh than nha. Tông màu xanh than với chất con này sẽ là chất cốt tông vô cùng mềm mịn. Con này thì độ dày vừa phải cổ của nó đấy. Phần cổ, phần vai của nó sẽ phối viền màu trắng. Nó kiểu dáng nó rất là trẻ trung đấy các anh chú ơi. Hình hình của nó thì toàn bộ sẽ là hình thêu 100% nha. Phía đằng trước và phía đằng sau của nó sẽ là hình thêu 100%. Chất con này nó rất là mềm mịn và tag mark của nó sẽ là tag mark của Nhật Made in Japan. Để tag mark đầy đủ cả lên chú nhé. Tay của nó sẽ là tay bo, cũng sẽ là phối viền cho em. Kiểu dáng và màu sắc thì vô cùng trẻ trung, rất là dễ mặc, kiểu dáng cực kỳ thể thao đấy các anh chú ạ. Mã M105, vai 46 đến 50, bụng 55 và dài 75, giá 100 ngàn ạ. Mã M106, vai 46, bụng 48 và dài 68. Vai 46, bụng 48 và dài 68. Một con áo ở con này, con size 100 của nhà GH. Con này kiểu dáng rất là đẹp và lịch sự luôn đấy các anh chú ơi. Cổ của nó sẽ là kiểu cổ sơ mi và phía ngoài của nó sẽ là chất len. Con này kiểu dáng mặc cực kỳ lịch sự và sang luôn. Tông màu này nó cũng rất là dễ mặc nhá. Tông màu trắng kẻ ngang đấy các anh chú ơi. Tông màu trắng đen kẻ ngang như thế này, kiểu dáng cực kỳ lịch sự. Ôi, cái logo thương hiệu cũng sẽ được in ở cái này, sẽ được bính đá như thế này luôn. Chất con này thì cực kỳ mềm mịn, độ mới con này cực kỳ cao, kiểu dáng rất là sang và xịn luôn đấy các anh chú ơi. Ở cái này thì anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được nhá. Tay của nó sẽ là tay sơ mi cúc cài. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu đấy các anh chú ơi. Tag mark của nó này, tag mark của nó sẽ là Nhật và quốc phụ đi kèm đầy đủ cả các anh chú nhá. Con này bình thường nhà em đang bán giá 350 ngàn đấy. Hôm nay bán tặng anh chú mình giá 100 ngàn thôi ạ. Mã M106, vai 46, bụng 48 và dài 68, giá 100 ngàn. Mã M107, vai 51, bụng 56 và dài 72. Vai 51, bụng 56, dài 72. Một con áo của nhà Reroma. Form size con này sẽ form size L đấy anh chú nhá. Với tông màu trắng kẽ ngang, nó sẽ là màu đen, cổ của nó sẽ cổ trắng phối viền màu đen đấy anh chú nhá. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo có túi ngực. Với chất con này sẽ là chất cốt tông dệt mỏng nhẹ nên là các anh chú cả ba miền đều có thể diện được cho em nhá. Tông màu rất là trẻ trung, tay của nó sẽ thiết kế tay bo cực kỳ dày dặn cho em. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên, tag mark của nó sẽ là tag mark của Nhật, quốc phụ đi kèm đầy đủ cả đấy anh chú nhá. Con này thì độ mới cực kỳ cao. Tông màu này cũng rất là trẻ trung và dễ mặc. Mã M107 ạ. Vai 51, bụng 56 và dài 72, giá 100 ngàn. Mã M108, vai 50, bụng 56 và dài 71. Vai 50, bụng 56 và dài 71. Một con áo với tông màu ghi muối tiêu phối mỗi màu vàng của nhà GDX. Con này thì form size của nó tương đương với form size 110, form size lớn đấy các anh chú ạ. Logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên trái ngực. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu với một tông màu nó rất là trẻ trung và nổi bật đấy các anh chú ơi. Ở chất con này sẽ là chất cốt tông nha, mỏng nhẹ nên là cực kỳ thoải mái, mặc rất là thoải mái luôn. Cái này các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em. Độ mới con này cực kỳ cao, một con áo của nhà GDX đấy các anh chú ạ. Con này tay của nó sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay cực kỳ ngon lành đấy nhá. Không hề bị xù, không hề bị lỗi này. Con này thiết kế không xẻ vạt và tag mark của nó sẽ là tag mark của Nhật cho em. Tag mark của nó là tag mark xuất Nhật và xuất Hàn luôn đấy anh chú ơi. Tag mark quốc phụ đi kèm đầy đủ cả. Con này siêu xịn luôn đấy anh chú ạ. Mã M108, vai 50, bụng 56 và dài 71. Vai 50, bụng 56 và dài 71, giá 100 ngàn, quá là rẻ và hời đấy anh chú ơi. Mã M109, vai 51, bụng 57 và dài 72. Vai 51, bụng 57 và dài 72. Một con áo của nhà Crocodile này các anh chú nhé. Form size của nó sẽ là form size 105. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Ở cái phần ngực trái của nó cũng sẽ có logo thương hiệu được theo lên các anh chú ơi. Tông màu của con này sẽ tông màu đen tuyền nha. Với chất cúc tông tổ ong nhưng mà độ dày vừa phải thôi nên các anh chú mình mặc cực kỳ thoải mái. Tay con này sẽ thiết kế tay bo len cực kỳ dày dặn cho em. Con màu con áo của nhà Crocodile với tông màu đen thì cái này các anh chú lớn tuổi nào cũng có thể diện được rồi ạ. Con này thiết kế sẽ không xẻ vạt nhá. Tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn, độ mới thì cực kỳ cao. Một con áo của nhà Crocodile bình thường các anh chú mình mua thì cũng phải giá trên dưới 300 ngàn. Đây, cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Mã M109, vai 51, bụng 57 và dài 72, giá 100 ngàn ạ. Mã 110, vai 47, bụng 56 và dài 69. Vai 47, bụng 56, dài 69. Một con áo với tông màu ghi sáng anh chú nhé. Và nhà Uniqlo form size L. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Con này chất của nó sẽ chất cốt tông 100% nhưng mà cực kỳ dày dặn. Tông màu ghi sáng nên mặc rất là trẻ trung khỏe khoắn. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo cho em ạ.
tay bo đây các anh chú ơi. Con này thì thiết kế không xẻ vạn, con này thiết kế xẻ vạn hai bên, tác mắc của nó sẽ tác mắc của Nhật, Uniqlo, quốc phụ đi kèm đầy đủ cả nha. Thiết kế xẻ vạt và sau dài hơn và trước một xíu đấy anh chú ơi. Tông màu ghi sáng này, chất rất là mềm mịn, cực kỳ dày dặn cho em. Mã M110, vai 47, bụng 56 và dài 69 á, giá 100 ngàn. Mã 111, vai 50, bụng 56 và dài 69. Vai 50, bụng 56 và dài 69. Tiếp cùng với con áo với tông màu xanh rất là mát mắt, khỏe khoắn đấy anh chú ơi. Tông màu này cực kỳ sang nha. Con này quả nhạc Kappa, nhà Kappa font size 100 đây các anh chú ơi. Con này chất của nó sẽ là chất thun nha, chất thun lạnh cực kỳ mát luôn. Cái này các anh chú kể cả mình mặc thay một quần áo chống nắng cũng được, nó mát vô cùng luôn. Phía đằng trước của nó sẽ phối thêm hai cái viền ngang cho em nha. Chất rất là mềm mịn này, tay của nó sẽ thiết kế tay suông. Con này độ mới thì cực kỳ cao đây các anh chú ơi. Con này thiết kế không xẻ vạt nha, không xẻ vạt hai bên, và tag mark của nó sẽ là made in Myanmar. Độ mới cao cho em nhé. Một quần áo của nhà Kappa đây anh chú ạ. Mã M111, vai 50, bụng 56 và dài 69, giá 100 ngàn. Mã M112, vai 45, bụng 50 và dài 70. Vai 45, bụng 50 và dài 70. Một quần áo với tông màu này sẽ tông màu xanh. Tông màu xanh cổ của nó sẽ là màu đỏ đô đây anh chú nhé. Tag mark của nó đây, của nhà Sport đây. Form size 95 nhá. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu, logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên ngực của nó nhá. Còn con này thì có cái phần đệm vai nữa cho em này. Thiết kế phần đệm vai với chất của nó sẽ là chất cốt tông. Chất cốt tông tổ ong, độ dày vừa phải. Cái tông màu này nó rất là trẻ trung, khỏe khoắn vô cùng nhá. Cực kỳ sang, các anh chú mình mặc ở nhà hay mình đi chơi đều được luôn. Cái màu nó rất là sang và dễ mặc. Tay con này sẽ thiết kế tay bo cho em nhá. Thiết kế tay bo có xẻ vạt hai bên, có xẻ hai bên, và tag mark của nó đây. Tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn. Quốc phụ đi kèm đầy đủ cả với độ mới cao các anh chú nhá. Tông màu rất là trẻ trung và rất là dễ mặc. Mã M112, vai 45, bụng 50 và dài 70, giá 100 ngàn các anh chú ạ. Quá là đẹp và hời luôn đấy ạ. Mã 113, M113, vai 45, bụng 56 và dài 69. Vai 45, bụng 56, dài 69. Một áo với tông màu xanh đen cổ trụ kéo khóa cho em nha. Thiết kế cổ trụ kéo khóa, con này thì form size của nó sẽ là form size L đấy anh chú nhá. Với chất của nó sẽ là chất poly thể thao, rất là mỏng nhẹ thôi. Anh chú mình mặc ở nhà này hay là mình mặc buổi sáng mình đi đường đạp xe chơi thể dục thể thao cực kỳ là hợp lý. Thiết kế là một con áo có túi ngực cho em nha. Tay của nó sẽ là tay suông, tay suông chất poly thể thao rất là mỏng nhẹ này. Con này thiết kế không xẻ hai bên, và tag mark của nó sẽ là tag mark của Nhật cho em nha. Tag mark của Nhật với độ mới cao cho em nha. Một con áo dáng áo thể thao đây các anh chú ạ. Mã M113, vai 45, bụng 56 và dài 69. Vai 45, bụng 56 và dài 69, giá 100 ngàn. Mã M114, vai 42, bụng 48, dài 63. Vai 42, bụng 48, dài 63. Một con áo thiết kế là màu của nó sẽ là màu hồng, kẹo ô chám cho em nha. Của nhà Black Queen. Form size con này sẽ là form size M, dòng của nhà Sport. Logo thương hiệu thì cũng sẽ được đều được dập ở phía bên cúc của nó nhá. Thiết kế là một con áo có túi ngực với tông màu hồng, kẹo quá chám như thế này. Cái tông màu này nhá, cái kiểu dáng thì mặc cực kỳ sang. Cái này các chú trung tuổi mặc cái này mình đi chơi thì rất là đẹp và lịch sự đấy ạ. Chất con này sẽ là chất len cực kỳ dày dặn, các chú ngoài miền Bắc ấy chuẩn bị vào mùa đông mặc những con này thì cực kỳ là ấm áp. Tông màu nó trẻ trung vô cùng, độ mới con này cao, với phần tay của nó sẽ tay bo như thế này cho em nhé. Đó, kiểu dáng body dành cho những anh như chú tầm khoảng 50kg đổ lại mặc vừa, cực kỳ đẹp luôn đấy các anh chú ơi. Chất liệu rất là dày dặn này. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên, tag mark của Nhật cho em nhé. Made in Japan, tag mark mới tinh như thế này đấy các anh chú ơi. Mã M114, vai 42, bụng 48, dài 63. Vai 42, bụng 48, dài 63 các anh chú ơi, giá 100 ngàn. Mã M115, vai 49, bụng 54 và dài 68. Vai 49, bụng 54, dài 68. Một con áo với tông màu xanh than. Con này thì form size của nó tương đương với form size XL đấy các anh chú nhé. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo không có túi ngực. Con này kiểu dáng màu sắc của nó thì cực kỳ đơn giản, dễ mặc. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, khá là dày dặn đây các anh chú nhé. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo ạ. Thiết kế tay bo cực kỳ ngon lành. Con này thiết kế không xẻ vạt hai bên, và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn ạ. Made in China và sẽ là tag mark xuất Hàn cho em nha. Độ mới cực kỳ cao đây các anh chú ạ. Tông màu xanh than rất là dễ mặc. Mã M115, vai 49, bụng 54 và dài 68 ạ. Giá 100 ngàn.
Mã M116, vai 50, bụng 54 và dài 70. Vai 50, bụng 54 và dài 70, muốn áo với tông màu tím. Cổ của nó sẽ thiết kế là cổ phối viền màu ghi xám, và phần hai cái phần bên bả vai của nó cũng sẽ là màu ghi sáng cho em. Với hình ở phía trên áo toàn bộ sẽ được in toàn bộ các anh chú nhé. Con này thì quả nhà mẹ form size 2XL, form size lớn đấy anh chú ơi. Con này thì chất của nó sẽ là chất, cái này sẽ là chất len nhưng mà nó rất là mềm mịn, cực kỳ mềm mịn mỏng nhẹ nên các anh chú mình mặc rất là thoáng mát luôn đây này. Con này tay của nó sẽ thiết kế là tay suông cho em nha. Thiết kế tay suông nên anh chú, với tông màu nó rất là trẻ trung luôn đấy ạ. Cực kỳ đẹp và trẻ trung cho em. Đó, chất liệu thì vô cùng mềm mại. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên nhá. Tag mác của nó sẽ là tag mác của Hàn cho em, quốc phụ thì kèm đầy đủ cả này. Con này độ mới cực kỳ cao, tông màu rất trẻ trung mà cực kỳ đẹp luôn. Mã M116, vai 50, bụng 54, dài 70 cho em ạ. Giá 100 ngàn. Mã M117, vai 50, bụng 54 và dài 75. Vai 50, bụng 54, dài 75, một con áo với tông màu đen các anh chú nhé. Cổ của nó sẽ phối viền màu cam và màu trắng cho em ạ. Con này tag mác của nó sẽ là tag mác không size L nhé. Ở chất của con này sẽ là chất cốt tông cực kỳ dày dặn, phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu, là một con áo có túi ngực, kiểu dáng con này cực kỳ đơn giản dễ mặc nha. Ở cái phần tay của nó cũng sẽ được thêu tên của thương hiệu cho em. Tay con này sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay, và con này chất của nó khá là dễ dặn. Thiết kế xẻ vạt hai bên cho em, và tag mác của nó sẽ là tag mác của Nhật đấy anh chủ nhé. Độ mới thì cực kỳ cao, kiểu dáng nó rất là gọn gàng này, cực kỳ dễ mặc. Mã M117, vai 50, bụng 54, dài 75, giá 100 ngàn. M118 ạ. Mã M118, vai 51, bụng 62 và dài 68. Vai 51, bụng 62, dài 68, một con áo của nhà Crocodile con anh chủ nhé. Một con áo của nhà Crocodile, với form size của con này sẽ form size 3XL nha. Form size 3XL, phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập trên thương hiệu. Đó, logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên túi áo này, logo con cá sấu. Chất con này rất là len nha, chất len cực kỳ dày dặn, với tông màu của nó sẽ tông màu ghi, tông màu ghi phối kẽ ngang cho em, kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn. Chất liệu rất dày dặn này. Con này thiết kế là một con áo có tay bo. Con này tay bo nha, và không có xẻ hai bên, không có xẻ hai bên. Tag mác của nó sẽ là tag mác của Nhật. Độ mới con này cực kỳ cao đấy anh chú ơi. Tông màu này nó rất là dễ mặc luôn đấy ạ. Đó, một con áo của nhà Crocodile, chất liệu cực kỳ dày dặn. Mã M118, vai 51, bụng 62 và dài 68, giá 100 ngàn ạ. Mã M119, vai 43, bụng 52 và dài 67. Vai 43, bụng 52, dài 67, một con áo với tông màu ghi sáng. Cổ nó sẽ thiết kế là cổ phụ viền màu cam và màu xanh. Con này form size của nó tương đương với form size L đấy anh chú nhá. Thiết kế là một con áo có túi ngực, và phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Chất con này sẽ là chất cốt tông mỏng nhẹ nên các anh chú mình mặc cực kỳ thoải mái, thoáng mát. Nên các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em ạ. Con này tay của nó sẽ thiết kế tay bo. Đây, thiết kế tay bo và có không có xẻ hai bên nha, không có xẻ hai bên. Tag mác con này thì bị cắt rồi đấy anh chú ạ. Tag mác con này thì bị cắt mất rồi. Độ mới con này cực kỳ cao, cái này các anh chú mình mặc ở nhà hay đi chơi đi làm hiểu được. Mã M119, vai 43, bụng 52 và dài 67, giá 100 ngàn ạ, cực kỳ đẹp luôn. Mã M120, vai 48, bụng 56 và dài 72. Vai 48, bụng 56, dài 72, một con áo với tông màu đen rêu các anh chú nhé. Tông màu đen rêu, con này form size 105 của nhà King Lady. Cổ của nó sẽ là cổ, màu này sẽ là cổ màu hơi đen một xíu, còn phần thân áo của nó sẽ là màu đen ghi. Ở đen rêu nhá. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo có túi ngực. Với chất con này sẽ là chất thun vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng. Cái này các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em. Nó rất là mềm, nhẹ nhàng, cực kỳ thoải mái luôn đấy ạ. Tay con này sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay các anh chú theo dõi cực kỳ ngon lành nhé. Con này thiết kế không xẻ hai bên. Tag mác của nó thì bị mờ mất rồi. Nên tag mác của nó bị mờ mất rồi đấy anh chú nhá. Một con áo với tông màu cực kỳ sang, cực kỳ đẹp và sang. Mã M120, vai 48, bụng 56 và dài 72, giá 100 ngàn ạ. Mã M121, vai 50, bụng 59 và dài 73. Vai 50, bụng 51, vai 50, bụng 59, dài 73 cho em. Con này phỏng quả nhà Phantom, con này form size của nó sẽ là form size 110, form size lớn đấy. Với cái màu của nó cổ, màu cổ sẽ là màu cổ màu xanh xanh cổ vịt, và phần thân áo của nó sẽ là màu xanh xanh này sẽ là màu xanh than phối xanh đậm ghi màu xanh cổ vịt như thế này. Cái tông màu này thì các chú trung tuổi này mặc cực kỳ lịch sự và đẹp luôn. Chất con này sẽ là chất cốt tông tổ ong vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng, độ dày vừa phải cho em nha. Thiết kế là một con áo không có túi ngực, và tay của nó sẽ là tay bo.
phần bao tay cực kỳ ngon lành, những chú chất con này mềm mịn lắm. Tag mark của nó sẽ là tag mark của hàng và phụ đi kèm đầy đủ cả cho em nha. Độ mới cao đây các anh chú ạ, à, mã M121, vai 50, bụng 56, bụng 59 và dài 73, vai 50, bụng 59 và dài 73, giá 100.000 các anh chú ơi. Mã M122, vai 46, bụng 53 và dài 70, vai 46, bụng 53, dài 70, một con áo với tông màu của nó sẽ tông màu này sẽ là màu nâu, màu be này, phối với màu ghi. Đó, cái tông màu này thì cũng phù hợp với những chú trung tuổi, mình mặc ở nhà hay đi chơi đi làm đều được nha, cực kỳ đẹp và lịch sự. Con này thiết kế là một con áo form size 100 của nhà India nha. Đó, cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và làm con áo cũng sẽ có túi ngực. Với chất của nó sẽ là chất cốt tông 100%, vô cùng mỏng nhẹ nên các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được nha. Tay của nó sẽ thiết kế là tay sơ mi cúc cài cho em, phần cúc toàn bộ cũng sẽ được dập tên thương hiệu. Con này chất rất là mềm mại, mỏng nhẹ mà cực kỳ thoải mái luôn. Con này không xẻ hai bên nha. Tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn, cúc phụ đi kèm đầy đủ cả. Con này độ mới cực kỳ cao đây anh chú ạ. Một con áo của nhà Indian M122, vai 46, bụng 53, dài 70, giá 100.000. Mã M123, vai 44, bụng 49 và dài 69, vai 44, bụng 49, dài 69, một con áo với tông màu xanh than cổ, phối viền màu xanh nhạt và màu trắng và nhà Z-Band. Con này form size của nó form size XL đấy anh chú nhé, form size M đấy anh chú nhé. Cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo có túi ngực với tông màu xanh như thế này thì cực kỳ dễ mặc. Chất của nó sẽ là chất poly thể thao vô cùng mỏng nhẹ. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo cho em nhé, thiết kế tay bo. Con này không xẻ vạt, không xẻ vạt, và tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn, tag mark của Hàn. Độ mới con này cực kỳ cao đấy các anh chú ạ. Mã M123, vai 44, bụng 49 và dài 69 ạ, giá 100.000. Mã M124, vai 45, bụng 4, vai 45, bụng 53 và dài 71, vai 45, bụng 53 và dài 71 cho em một con áo với tông màu hồng, tông màu hồng sọc đấy các chú ơi. Ở cổ nó sẽ thiết kế là cổ dệt viền, cổ thiết kế cổ kéo khóa và là một con áo có túi ngực. Con này chất của nó sẽ là chất cốt tông cực kỳ mềm mịn, độ dày vừa phải, tông màu hồng này thì cực kỳ trẻ trung nên các anh các chú mình đừng ngại mặc những con này, nó rất là đẹp luôn đấy ạ. Nó chất vô cùng mềm mịn, cái tông màu cực kỳ đẹp và sang. Con này tay của nó sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay cực kỳ ngon lành đấy nhá. Đây dành cho những anh những chú mà mình thích những cái tông màu nổi bật một xíu mặc lên cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Con này thiết kế không xẻ hai bên nhá, thiết kế không xẻ hai bên. Tag mark con này thì bị cắt mất rồi, form size 105, form size lớn dành cho những anh những chú mà tầm khoảng 75 kg đổ lại mặc vừa. Mã M124, vai 45, bụng 53 và dài 71, giá 100.000. Mã M125, vai 44, bụng 50 và dài 69, vai 44, bụng 50, dài 69, một con áo với tông màu xanh than, cổ phối viền, màu hồng và màu trắng nhá. Và nhà FZS, con này form size L, form size 95, phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu bằng một con áo có túi ngực. Với chất của nó sẽ là chất poly thể thao, rất là mỏng nhẹ nên các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được ạ. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo cho em, thiết kế tay bo, con này độ mới cao đấy các anh chú nhá. Con này không xẻ vạt và tag mark của nó sẽ là tag mark của Made in Korea, tag mark của Hàn đấy các anh chú nhé. Độ mới cao, một con áo tông màu xanh than rất là dễ mặc. Mã M125, vai 44, bụng 50 và dài 69 ạ. Vai 44, bụng 50 và dài 69, giá 100.000. Mã M126, vai 43, bụng 48 và dài 76. Vai 43, bụng 48, dài 76 cho em ạ. Con này là một con áo với tông màu của nó sẽ tông màu hồng nhá, tông màu hồng phấn, hoặc là một con áo của nhà Ozen. Form size 105, với chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong cực kỳ dày dặn. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên ngực của nó đây. Con này tay của nó sẽ thiết kế là tay bo, con này độ nó cực kỳ dày dặn nha. Tông màu rất là trẻ trung. Con này tuy nhiên dáng áo của nó sẽ là dáng áo kiểu slim fit ấy, dành cho những anh chú mà form người nhỏ tầm khoảng 4 50 kg đổ lại mặc vừa cho em, tông màu rất là đẹp và trẻ trung đây ạ. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên nha, thiết kế xẻ vạt hai bên, tag mark của Hàn, cúc phụ đi kèm đầy đủ cả nha. Độ mới cực kỳ cao, một con áo của nhà Ozen này các anh chú ạ. Mã M126, vai 43, bụng 48 và dài 76, giá 100.000 ạ. Mã M127, vai 49, bụng 57 và dài 81, vai 49, bụng 57, dài 81, một con áo của nhà Top, form size 110, một con áo kèn sọc, đó, một con áo kèn sọc màu xanh. Con này sẽ là màu xanh rêu đấy anh chú nhá, tông màu cũng rất là dễ mặc này.
Cúc cài nha, cúc cài từ trên xuống dưới kiểu dạng áo sơ mi đấy anh chú ơi. Tay của nó này, tay sơ mi cúc cài cho em nha. Tay sơ mi cúc cài con này độ mới cực kỳ cao, tông màu này nó cũng rất là trẻ trung dễ mặc. Đây kể cả các anh chú mình thay một con áo chống nắng đi đường cũng được. Nó rất là mềm mịn mà cực kỳ thoải mái cho em nha. Vạt của nó sẽ thiết kế là vạt bằng đấy các anh chú ạ, thiết kế là vạt bằng cho em nha. Tag mác của hàng nó cũng phụ đi kèm đầy đủ cả đấy ạ. Mã M127, vai 49, bụng 57 và dài 81. Vai 49, bụng 57 và dài 81, giá 100 ngàn ạ. Mã M128 ạ. Vai 50, bụng 50, vai 45, bụng 50 và dài 74. Vai 45, bụng 50 và dài 74. Một con áo của nhà Dunlop, from size M đấy anh chú nhé. Là một con áo với tông màu của nó sẽ là tông màu ghi mối tiêu, cổ thiết kế là cổ kéo khóa đây các anh chú ơi. Là một con áo có túi ngực, con này thì màu sắc dành cho những chú trung tuổi, mình mặc cực kỳ đẹp và lịch sự, mình mặc ở nhà hay đi chơi đi làm đều được luôn. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, chất của nó sẽ là chất cốt tông cực kỳ mỏng nhẹ nên các anh chú mặc rất là thoáng mát ạ. Cái này các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em nha. Con này thiết kế không xẻ vạt và tag mác của nó sẽ là tag mác của Nhật nhá, tag mác của Nhật made in Japan, con này độ mới cao đây các anh chú ạ. Một con áo của nhà Dunlop, mã M128, vai 45, bụng 50 và dài 74, giá 100 ngàn. Mã M129, vai 45, bụng 50 và dài 69. Vai 45, bụng 50, dài 69, một con áo của nhà Louis Cartel. Này form size của nó sẽ là form size 100, đó, phần trên, phần phía trên của nó sẽ là màu xanh than, phía dưới của nó sẽ là một con áo kẻ sọc và con này thiết kế là một con áo không có túi ngực, logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở bên phía ngực phải nhé. Tag mác của nó là chất, con này sẽ là chất cốt tông 100%, rất là mỏng nhẹ nên các anh chú cả ba miền bốn mùa đều có thể diện được cho em ạ. Tông màu này cũng rất là trẻ trung và cũng rất là dễ mặc. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo cho em nha, phần bò tay cực kỳ ngon lành đấy ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt và tag mác của nó sẽ là tag mác của Hàn. Tag mác của Hàn cũng phụ đi kèm đầy đủ cả nha. Một quần áo của nhà Louis Cartel các anh chú ạ. Mã M129, vai 45, bụng 50 và dài 69 ạ, giá 100 ngàn. Mã M130, vai 45, bụng 51 và dài 70. Vai 45, bụng 51 và dài 70. Một quần áo với tông màu ghi mối tiêu các anh chú nhé. Form size con này sẽ tương đương form size 95 với cái chất len rất là mềm mịn mà cực kỳ ấm áp. Đó, con này cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và là một con áo có túi ngực, logo thương hiệu cũng sẽ được thêu đây. Đó, cái tông màu của nó rất là dễ mặc nha. Chất liệu cực kỳ dày dặn, tay của nó sẽ thiết kế tay bo nha. Con này thì nó có, sẽ có độ co giãn nên các anh chú mình mặc cực kỳ thoải mái, vận động cực kỳ thoải mái đấy các anh chú ạ. Tông màu này, chú theo dõi nó rất là đẹp và sang. Con này thiết kế không xẻ vạt nha, con này thiết kế không xẻ vạt. Tag mác của nó này, tag mác nó bị mờ rồi, tag mác của Nhật nhưng mà nó bị mờ mất rồi đấy các anh chú ạ. Mặc lên cực kỳ ấm. Mã M130, vai 45, bụng 51 và dài 70. Vai 45, bụng 51 và dài 70, giá 100 ngàn ạ. M131, vai 47, bụng 54 và dài 80. Vai 47, bụng 54, dài 80. Một con áo với tông màu của nó sẽ là màu hồng, cổ của nó sẽ là màu ghi sáng đây các anh chú nhé. Cái thiết kế có túi ngực, có không, con này là túi ngực giả đấy anh chú ơi, nắp hổ giả thôi. Form size con này sẽ là form size 110, form size lớn đấy các anh chú ơi. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu với tông màu hồng này. Cái này chất nó rất là mềm mịn, chất thun lạnh cực kỳ mềm mịn đấy các chú mình bốn mùa đều có thể diện được cho em. Tông màu rất là trẻ trung, nó cực kỳ đẹp và trẻ trung đây. Cái này dành cho những anh chú mà mình thích những cái tông màu nổi bật một xíu đấy ạ. Đó, tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em nha, thiết kế tay bo và con này không xẻ vạt các anh chú ạ, không xẻ vạt. Tag mác của nó sẽ là tag mác của Hàn, cúc phụ đi kèm đầy đủ cả cho em. Độ mới con này cực kỳ cao. Mã M131, vai 47, bụng 54 và dài 80, giá 100 ngàn. Mã M132, vai 46, bụng 53 và dài 70. Vai 46, bụng 53 và dài 70. Một con áo với tông màu xanh đen của nhà Unirip, form size L, form size 95. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu, là một con áo không có túi ngực nha. Đó, cái tag này thôi anh chú ơi. Con này tay của nó tay bo này, tay bo cực kỳ dày dặn và ngon lành, với chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong rất là dày dặn. Con này thì cái tông màu này thì các anh chú lớn tuổi nào cũng có thể diện được rồi đúng không ạ. Tag mác của nó này, tag mác của nó sẽ là tag mác made in Korea, tag mác của Hàn đấy các anh chú nhá. Độ mới cực kỳ cao, một con áo với tông màu xanh than. Mã M132, vai 46, bụng 53 và dài 70 ạ, giá 100 ngàn.
M133, vai 43, bụng 45 và dài 74. Vai 43, bụng 45 và dài 74. Một con áo với tông màu nâu tây nha các anh chú ơi. Cổ của nó sẽ cổ kiểu sơ mi ấy, cực kỳ đứng form. Thiết kế là một con áo có túi ngực và phần cúc của nó này. Cúc trong nha. Con này thì form size, form size L của đây anh chú. Form size L, tag mark của nó này. Tông màu nâu các anh chú theo dõi. Cái tông màu này nó sang vô cùng luôn anh chú, cực kỳ đẹp và sang. Chất của nó sẽ là chất len mỏng nhẹ nha, mà cực kỳ thoải mái luôn cho em nha. Nó không hề bị nóng bí quá đâu các anh chú ạ. Cái này thì các anh chú kể cả mình mặc đi chơi này, đi làm đều được. Tông màu nó quá là lịch sự luôn đấy các anh chú ạ. Chất của nó cực kỳ mềm mịn mỏng nhẹ. Con này tay của nó sẽ tay sơ mi cúc cài, có cúc cài như thế này cho em nha. Kiểu dáng này cực kỳ đứng form đúng không các anh chú ơi. Cái này thì dáng áo slim fit, dành cho những anh những chú mà mình tầm khoảng 47-48kg đổ lại mặc vừa thôi cho em ạ. Độ mới con này cao đấy. Nó tag mark của nó sẽ tag mark của Nhật. Tag mark của Nhật cho em nha. Một áo với tông màu nâu tây, mã M133, vai 43, bụng 45 và dài 74 cho em. Vai 43, bụng 45, dài 74, giá 100.000. Mã M134, vai 47, bụng 53 và dài 66. Vai 47, bụng 53 và dài 66. Một con áo với tông màu xanh da trời nha. Quả nhập bích lên ngay chú ơi, form size của nó form size 95. Với chất con này sẽ là chất cốt tông 100%, rất là mỏng nhẹ. Con này thì phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu, logo thương hiệu cũng sẽ được theo ở phía bên ngực trái. Tông màu rất là trẻ trung, mát mắt vô cùng. Chất của nó thì vô cùng mỏng nhẹ nên các anh các chú cả bốn mùa đều có thể diện được cho em ạ. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo đây anh chú ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt nha. Tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn. Cúc phụ đi kèm đầy đủ cả nha. Con này thì độ mới cực kỳ cao. Mã M134, vai 47, bụng 53 và dài 66. Vai 47, bụng 53, dài 66, giá 100.000. Mã M135, vai 46, bụng 52 và dài 69. Vai 42, bụng 45 và dài 69. Một áo của nhà Unirip. Form size con này sẽ tương đương với form size L, form size 95. Tông màu đen thì cực kỳ là dễ mặc. Cái này các anh các chú lớp tuổi nào cũng có thể diện được rồi đúng không ạ? Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, độ dày vừa phải nha. Kiểu dáng thì cực kỳ đơn giản, màu sắc cũng rất là dễ mặc. Tay con này sẽ thiết kế là tay bo cho em nha. Phần bo tay cực kỳ ngon lành đấy anh chú ạ. Con này thiết kế không xẻ vạt. Tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn, Made in Korea. Độ mới cực kỳ cao đấy anh chú ạ. Mã M135, vai 46, bụng 52 và dài 69, giá 100.000. Mã M136, vai 49, bụng 55 và dài 71. Vai 49, bụng 55 và dài 71. Một con áo phía đằng trước của nó sẽ phối mỏng, nó phối khá là nhiều màu sắc, tuy nhiên nó không quá bị sặc sỡ. Cái màu của nó cực kỳ hài hòa đấy các anh chú nhé. Con này của nhà Kerenin, form size 105, form size lớn đấy các anh chú nhé. Đấy, phối cực kỳ nhiều màu sắc nhưng mà nó rất là đẹp và lịch sự. Con này thiết kế là một con áo có túi ngực và phần cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu nha. Con này chất của nó rất là mỏng nhẹ mà cực kỳ thoải mái. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em nha. Thiết kế tay bo phía đằng sau của nó sẽ là một màu ghi như thế này. Kiểu dáng nó rất là đơn giản, màu sắc thì vô cùng đẹp. Con này thì tag mark của nó sẽ là tag mark của Hàn cho em nha. Độ mới cao lên các chú ạ. Mã M136, vai 49, bụng 55 và dài 71 ạ. M137, vai 49, bụng 54 và dài 70. Vai 49, bụng 54 và dài 70. Một con áo với tông màu xanh than, cổ thiết kế cổ phối viền các anh chú nhé. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu và con này form size của nó sẽ là form size 100. Chất liệu thì rất là mềm mịn, con này độ dày vừa phải, chất cốt tông 100%. Tông màu xanh than nên các anh chú lứa tuổi nào cũng có thể diện được, mình mặc ở nhà hay đi làm đi chơi đều được. Ở tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em nha. Thiết kế tay bo đây các anh chú ạ. Kiểu dáng này rất là dễ mặc. Tag mark của nó sẽ tag mark của Hàn nha. Con này độ mới cao đây các anh chú ạ. Mã M137, vai 49, bụng 54, dài 70, giá 100.000. Mã M138, vai 44, bụng 48 và dài 69. Vai 44, bụng 48 và dài 69. Một con áo của nhà Pimboland. Form size của nó, form size 95. Cổ của nó sẽ là cổ nâu, màu cổ nâu, nhung nha, chất nhung. Phần thân áo của nó sẽ là chất len, cực kỳ dày dặn. Phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu, logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía ngực trái. Cái tông màu của nó sẽ là tông màu xanh, phối màu ghi và màu đỏ cho em nha. Tông màu rất là trẻ trung, con này chất dày dặn này, mặc cực kỳ ấm đấy các anh chú ơi. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo, phần bo tay rất là ngon lành nha. Có một con áo của nhà Bimoland, con này thiết kế xẻ vạt hai bên, tag mark nó mờ mất thôi. Tag mark của Hàn và cúc phụ đi kèm đầy đủ cả, phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu.
chất rất là dày dặn, quần áo của nhà Bimboland, mã M138, vai 44, bụng 48 và dài 69 ạ. Mã M139, vai 48, bụng 50 và dài 67. Vai 48, bụng 50 và dài 67. Một con áo với form size của nó, form size M đấy anh chú nhá. Con này form size M, tông màu đen này ạ. Tông màu đen tuyền và chất con này sẽ là chất poly thể thao rất là mỏng nhẹ. Con này thiết kế là một con áo có túi ngực kiểu dáng màu sắc đơn giản dễ mặc. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em nhá. Thiết kế tay bo, chất poly thể thao mỏng nhẹ vô cùng. Thiết kế dẹp vạt hai bên và tag mark của nó sẽ là tag mark của Nhật, made in Việt Nam, và sẽ là một con áo xuất Nhật cho em nhá. Độ mới cao, mã M139, vai 48, bụng 50 và dài 67 ạ. Mã M140, vai 55, bụng 56 và dài 71. Vai 55, bụng 56, dài 71. Một con áo của nhà Fila đây các anh chú ơi. Một con áo của nhà Fila, form size 105. Cổ của nó sẽ là cổ màu xanh đen với sọc màu trắng. Phần thân áo của nó sẽ là một màu trắng tinh với chất. Con này sẽ là chất thun lạnh, cực kỳ mỏng nhẹ, mặc rất là thoáng mát này. Cốc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu nha. Logo thương hiệu chữ Fila cũng sẽ được thêu ở phía bên ngực trái của nó nha. Một con áo với tông màu trắng tinh, không hề một lỗi lầm này các anh chú ơi. Con này tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em, phần bo tay cực kỳ ngon lành ạ. Này, tác mác của nó sẽ tác mác của Hàn và quốc phụ đi kèm đầy đủ cả nha. Con này độ mới cao, một con áo của nhà Fila đây các anh chú ạ. Mã M110, mã M140, vai 55, bụng 56 và dài 71. M140, vai 55, bụng 56 và dài 71, giá 100.000. Mã M141, vai 49, bụng 56 và dài 71. Vai 49, bụng 56 và dài 71. Một con áo với tông màu đen các anh chú nhá. Tông màu đen form size L. Đó, con này kiểu dáng cũng rất là đơn giản. Phía đằng trước của nó sẽ có hình in. Cúc của nó toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu với tông màu đen nha. Tay của nó sẽ phối thêm một cái túi nhỏ xíu như thế này để đựng đồ ấy. Tay của nó sẽ tay bo. Chất con này sẽ là chất poly thể thao, cực kỳ dày. Con này chất của nó thì dày dặn hơn một xíu nhá. Các anh các chú ở ngoài miền Bắc mặc những con này vào mùa đông ấy, mặc những con này cực kỳ là hợp lý này. Poly thể thao. Thiết kế xẻ vạt hai bên nhá. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên và tag mark của nó sẽ tag mark của Nhật, made in China, và là một con áo xuất Nhật, kiểu dáng đơn giản dễ mặc. Mã M141, vai 49, bụng 56 và dài 71 ạ. Mã M142, vai 51, bụng 53 và dài 72. Vai 51, bụng 53, dài 72. Một con áo với tông màu hường này các anh chú nhé. Form size L. Tăng mát của form size L này. Con này cúc toàn bộ sẽ được dập thêm thương hiệu. Và logo thương hiệu cũng sẽ được thêu ở phía bên túi của nó nhé. Con này thiết kế có túi ngực với tông màu hường, với tông màu rất là trẻ trung đây các anh chú ơi. Cực kỳ đẹp và trẻ trung. Tay của nó sẽ thiết kế là tay bo len cho em nha. Thiết kế tay bo len và con này thiết kế xẹp vạt hai bên. Tác mát của nó sẽ là tác mát của Nhật cho em nha. Tác mác của Nhật, con này độ mới cực kỳ cao đây, tông màu rất là trẻ trung dễ mặc. Mã M142, vai 51, bụng 53 và dài 72, giá 100.000 ạ. Mã M143, vai 47, bụng 55 và dài 68. Vai 47, bụng 55, dài 68. Một quần áo của nhà Uri Rip. Con này form size của nó tương đương với form size L, form size 95. Cúc toàn bộ sẽ được dập thêm thương hiệu. Đó, con này chất của nó sẽ chất cốt tông tổ ong cực kỳ dày dặn. Tông màu xanh đen nha các anh chú. Tông màu xanh đen cực kỳ dễ mặc. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo cho em nha. Con này thiết kế xẻ vạt hai bên này. Tag mark của nó sẽ là tag mark made in Korea, tag mark của Hàn nha. Độ mới cao gần như một con áo mới tinh. Mã M143, vai 47, bụng 55 và dài 68, giá 100.000. Em lên mã cuối cùng của ngày hôm nay, mã M144, vai 45, bụng 51 và dài 71. Vai 45, bụng 51 và dài 71, một con áo của nhà Unirip. Con này form size 100, form size XL, tông màu của nó sẽ là tông màu đỏ tươi. Cổ của nó sẽ là màu xanh than, phối viền màu trắng và màu xanh da trời. Nằm con áo túi ngực giả, phần cúc toàn bộ sẽ được dập tên thương hiệu. Con này độ mới cao hơn như một con áo mới tinh, anh chú theo dõi phần cổ. Cực kỳ ngon lành, với chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, độ dày vừa phải, vô cùng mềm mịn nha cho em nha. Tay của nó sẽ thiết kế tay bo. Con này thì màu sắc dành cho những anh những chú ấy, mình thích những cái tông màu nổi bật một xíu ấy, mặc lên cực kỳ đẹp luôn anh chú ạ. Độ mới thì cao nhá. Đó, con này tag mark của nó sẽ tag mark của Hàn, made in Korea. Quốc phụ kèm đầy đủ cả, một áo mới tinh như thế này đấy anh chú ơi. Mã M144. Vai 45, bụng 51 và dài 71. Vai 45, bụng 51 và dài 71, giá 100.000 ạ.
Như vậy là ngày hôm nay thì em đã lên tổng cộng là hơn 70 mã áo polo của Nhật và của Hàn, đồng giá 100.000 một sản phẩm. Anh chị cô chú đang theo dõi video của em, mình yêu thích sản phẩm nào vui lòng liên hệ qua số điện thoại của Zalo trên màn hình 0832625789 để em tư vấn và gửi hàng cho mình ạ. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào.